mình sẽ thử cái khả năng đọc được chữ ở trên hình áp dụng ở trên macOS mới cũng như là iPadOS mới hay là iPhoneOS mới. Tức là sao? Tức là anh em thấy những cái hình ở trên mạng nó là hình, nó có chữ ở trong đó, thì khi mà nó hiển thị ở trên hệ điều hành Mac mới này thì Apple cho phép chúng ta copy được chữ đó mang ra ngoài, nó hiểu được cái chữ đó chứ không chỉ đơn giản là hình thôi. Ví dụ như anh em làm một cái hình trên Photoshop hay trên gì đó, anh em gõ hình gõ chữ là anh em mệt hết những cái layer đó lại thành một cái layer thôi, tức là cơ bản chỉ là hình JPEG, nhưng mà khi vào Mac này nó sẽ đọc được cái text đó. Giờ mình thử cho anh em xem. Trước tiên đó là mình thử cái text bằng tiếng Anh ha. Mình sẽ lấy một cái câu trích của danh ca Bob Dylan. Anh em thấy rằng là mình tìm trên Google, mình tìm hình ảnh thì ra một cái hình ở đây. Và bây giờ anh em thấy rằng là mình có thể copy được cái chữ ở trên cái hình đó. Mình có thể bold được nó, sau đó mình nhấn chuột phải và mình copy nó giống như là một cái text bình thường vậy, hoặc là mình nhấn Command C để nó copy. Và mình sẽ mở một note ra cho anh em xem là đây là cái nội dung mình copy ha. Some people fill the rank order just get wet. Thì copy xuống đây, y chang vậy, tiếng Anh. Bây giờ mình thử tiếng Việt ha, mình thử những cái câu trích của Trịnh Công Sơn. Đây, mình thử một cái rõ ràng xíu đi ha. Những câu nói hay của Trịnh Công Sơn, bây giờ mình ra chuột vào à, đó, gần tới đó. Em thấy rằng là mình đã bold được cái chữ ở trên cái hình này. Và mình nhấn Command C để copy nó. Và mình quay lại cái note, mình dán vô. Và bây giờ anh em thấy rằng là nó copy được cái câu nói đó, tách đó, nhưng mà nó không hiểu tiếng Việt. Do đó là nó đọc sai. Ninh câu nói hay của Trinh Cung Sơn. Như vậy, không có dấu mà. Mình thử một cái nữa. Đây là trên trang tinh tế ha, nãy là tìm Google. Anh em thấy rằng là đây một cái hình à, bây giờ mình cũng ra chuột vào. Mình thử ha, mình thử bộ đen. Anh em thấy là mình copy dòng chữ dữ liệu của bạn trong tìm kiếm, nó nằm trên một cái hình. Mình nhấn Command C ha. Và mình sẽ mở cái note ra, mình dán vô. Đó, anh em thấy rằng là nó cũng bị mất dấu à, hoặc là không đầy đủ dấu dữ liệu của bạn trong tìm kiếm, kiểu như vậy. Thì trong bất cứ một cái trang web nào, hoặc là trong bất cứ một cái hiển thị nào, ví dụ như mở cái hiển thị lên, đó, một cái hình lên, mình preview một cái hình và mình cũng copy được cái text của nó. Thì đây là một cái tính năng mới ở trên cái hệ điều hành Mac cũng như là những hệ điều hành mới update của Apple trên iPhone, iPad gì đó. Chúng ta sẽ nhìn được cái text, chúng ta copy được cái text ở trên cái hình. Đó là một tính năng hay. Đây, bây giờ mình sẽ demo ở trên cái iPad của mình cho anh em xem. Ở trên iPad thì nó sẽ cũng sẽ tương tự như vậy thôi ha. Mình cũng tìm kiếm một hình ảnh nào đó ở trên Google ha, mình mở nó ra. Đó, và đây nó có giữ được cái này. Và cái này chúng ta thì phải dùng chuột để cho chung tay. À, mình đang trên copy đó. Đây là cái hình. Không được. Rồi, như vậy anh em thấy rằng là ví dụ trong Printshot, khi chúng ta để cái tay và chúng ta chỗ select đó thì nó hiện thành một cái menu của Printshot. Do đó là các bạn sẽ không copy được text. Hay là khi các bạn chụp màn hình và nó ở trong quá trình chỉnh sửa màn hình á, thì nó sẽ là cái menu của hình chỉnh sửa đó, chúng ta không copy được. Như vậy, ví dụ các bạn chụp màn hình rồi, hay các bạn mở cái hình ra bằng cái trình xem hình thì sẽ copy được. Đó. Nhưng mà nếu nó ở trong cái trình edit hình á thì nó sẽ không copy được. Select được, nó copy được. Bút lên. Đó. Tiếng Anh thì là vô tư, tiếng Việt thì sẽ không có dấu. Đại loại là vậy. Chúng ta sẽ làm được cái điều này ở trên Mac 12 đang chạy phiên bản beta, hoặc là iPadOS 15 hay là iPhoneOS 15. Chúng ta sẽ copy được text ở trên hình. Rồi, mình chỉ muốn cho anh em xem cái tính năng nó hoạt động như thế nào thôi. Rồi, xin cảm ơn anh em.